每個動作早已預告，再也活不出變數。明明就有一個命途，沒法逃。與你沒法天老地老，當我自己的劫數，拍過合照想要尋回，尋不到，怎去逆轉這結果？ 暗之中發現自己一個，沉重的擁抱過，重逢竟不曾認識我。發現每一張臉似明光一現，明明為自作都可斷線，失去是愛的宣言，連線索都不見，你逐漸地走遠，注定來生相見，我就當聽見，跌跌碰碰索到知。 Bây giờ con đã hiểu hết rồi. Bấy lâu nay mọi người hiểu lầm ba tới đó lăng nhăng, thì ra ba về giúp con điều tra án mới chết ở trên giường của cô gái điếm Mã Anh Phụng. Nên ba hãy nghe con khuyên đừng bao giờ đến đó. Mấy Thiên Quang, không được, mình phải lên trển cứu nó ra, thay đổi số mệnh. Nếu không mấy Thiên Quang sẽ chết chắc. 3 giờ chiều hôm nay ba sẽ chết ở chung cư lầu 2 tòa nhà Anh Đông nơi eo nhỏ. Nguyên nhân chết là vì uống thuốc kích thích quá liều. Làm sao chỉ biết cháu đến đây? Ông kêu chú đi theo cháu. Sau đó cái ông nói tìm người phụ nữ tên là chị Phụng. Còn cái người này dẫn ổng đi tìm anh Quân nữa. Hả? Quá bả trời rồi. Tiêu rồi. Quang à, chắc không sao chứ? Morning sir. Em đã đi theo tài liệu của anh tìm được Trần Khôn rồi. Ông đã nhận hết tất cả. Ông nói vì lúc đầu nhận tiền của chị cho nên mới cho lời khai giả. Em đã giao hồ sơ cho sở luật chính rồi. Chắc không bao lâu má sẽ không sao đâu. Vậy thì tốt quá. Còn ba nữa, em đã vào tù thăm ba. Ba nói rất hối hận những gì trước đây ba đã làm. Ba nói sau khi ra tù nhất định sẽ tu tâm làm lại người mới. Chị có lỗi với ba má. Bấy lâu nay bà má rất tốt với chị, không ngờ chị lại hãm hại. Chị cũng phải con người. Thật ra em bị Lôi Thiệu Quân lợi dụng nên mới làm như vậy thôi. Em nghỉ ngơi đi, mọi người sẽ lấy lời khai của em sau. Không cần đâu, có thể lấy bây giờ. Hôm đó, sau khi Lôi Thiệu Quân biết quan hệ của Hằng Vũ và Đinh Quốc Châm thì bắt đầu giăng bẫy này. Ông biết Đinh Quốc Châm thương nhất là đứa con gái Đinh Chí Dận, do đó kêu em dẫn Đinh Chí Dận vào công. Hôm đó em dẫn chị Dận đến ngôi nhà gạch. Lôi Thiệu Quân khống chế Đinh Chí Dận, ép Đinh Quốc Châm thu một cuốn băng rời khỏi giang hồ. Lúc đầu em còn tưởng mục đích của ổng là muốn ép Đinh Quốc Châm bỏ đi để chiếm chiếc ghế đầu rồng. Sau khi thu cuốn băng xong, em nhìn thấy Đinh Quốc Châm ngủ rồi mới biết Lôi Thiệu Quân âm thầm bỏ thuốc ngủ vào ly nước cam. Tại sao làm như vậy? Mà còn một phản kháng. Sau đó chúng tôi cùng khiêng Đinh Quốc Châm về ngôi biệt thự. Lôi Thiệu Quân nói phải làm luôn công việc còn lại, kêu em ra cửa sau chờ ổng. Thật không ngờ trong lúc này ông ở trong phòng chỉnh đồng hồ reo, mở ga nhét khăn lông. Sau đó ông leo ra ngoài cửa sổ rồi ráp kiến vào cửa sổ, làm như là Đinh Quốc Châm tự tử trong phòng kín vậy. Sau đó Lôi Thiệu Quân bỏ ra thì ngôi biệt thự nổ tung. Em hỏi Lôi Thiệu Quân không có xử ra chuyện gì, ông nói Đinh Quốc Châm đã nắm giữ bằng chứng phạm tội của ông nên ông đành phải làm gì. Ngay trong lúc này nhận được thông báo của Ben nói khi Đinh Chí Dận lén trốn khỏi căn nhà gạch thì bị xe hơi đụng chết rồi. Sau đó chiếc xe bỏ mặt chạy luôn nên Lôi Thiệu Quân kêu Ben giấu xác của Đinh Chí Dận. Đúng ra em tưởng chuyện này đã êm xuôi, nhưng nào ngờ anh phát hiện em trong cuốn băng ghi hình. Lôi Thiệu Quân sợ em bị người ta tìm được, biết hết mọi chuyện của ổng nên ổng thay đổi kế hoạch, kêu em giả Đinh Chí Dận. Vì em và Đinh Chí Dận chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên lối sống của cổ em rất rành. Giả cổ chắc không có vấn đề. Sau đó ổng còn làm một bản di chúc giả để em có thể thừa hưởng tài sản của Đinh Quốc Châm. Ngoài ra, ông cố tình sai người tấn công em ở những nơi khác nhau. Mục đích là muốn cảnh sát nghi ngờ Hằng Vũ, liên quan cho Hằng Vũ là chủ mưu. Hôm đó, Lôi Thiệu Quân hẹn em ra ngoài để em giả đời như Hằng Vũ hẹn em tới ngôi biệt thự. Đồng thời, ông hẹn Moniser tới phòng tranh, cố ý nó lấy tranh giùm cho Hằng Vũ. Nhưng sự thật là kêu Moniser tới ngôi biệt thự cứu em. Hôm đó chúng tôi ở ngôi biệt thự, em nói Hằng Vũ có phải muốn biết chuyện của Đinh Quốc Châm và người tình không? Em vừa nói chuyện với ảnh, vừa dụ ảnh uống ly nước cam đó có thuốc ngủ. Không bao lâu em thấy Hằng Vũ nằm ngủ. Sau đó em ra phòng khách, đứng ở cửa sổ nhìn thấy Lôi Thiệu Quân và Moniser đã đến trước cửa rồi. Thì em quay vào phòng chỉnh đồng hồ reo, mở ga, sau đó uống thuốc ngủ, rồi chờ Moniser vào. Vậy cảnh sát sẽ cho rằng Hằng Vũ làm em ra nông nỗi này. Sau đó chúng tôi cố tình làm những bức tranh giả, rồi giả mạo nét chữ của Hằng Vũ. Tóm lại phải làm cho cảnh sát tin Hằng Vũ chính là chủ mưu đứng phía sau tất cả mọi chuyện. Đúng là toàn bộ kế hoạch rất thuận lợi. Em cũng định ra đi. Nào ngờ vô tình tại sân bay em gặp bà người làm ở ngôi biệt thự. Biết được trước khi vụ án xảy ra, bà ấy đã làm vệ sinh trong ngôi biệt thự. Trời ơi, thật là xui xẻo. Từ buổi sáng hôm đó sau khi làm vệ sinh xong thì có người chết, nên mới ra ngoài du lịch cho nó may mắn đó mà. Vì tìm được cây kẹp của em trong ngôi biệt thự nên em nhất định phải giải quyết bằng người làm. Nào ngờ em lại gặp anh. Sau đó em đổ dồn hết mọi chuyện vào Hằng Vũ. Thực ra lúc đầu Lôi Thị Quân kêu em cùng khiêng Đinh Quốc Châm về ngôi biệt thự thì đã có ý định kéo em vào cuộc. Chờ sau khi em giúp ổng loại bỏ ba phê đối địch, sau đó đặt em lên bàn rồi giết chết em luôn, thì ổng có thể yên tâm ngồi chiếc ghế đầu rồng. Dù sao chị cũng là con nuôi của ổng mà, ổng đối với chị như vậy thật là vô nhân tính quá. Bao năm qua chị nhận giặc làm cha, giúp ổng làm nhiều chuyện độc ác hại người, bây giờ còn làm cho sếp Quay Phong phải nằm viện. Chị thật có lỗi với ảnh. Không thể hoàn toàn trách em. Từ nhỏ em đã bị ổng bắt cóc, dĩ nhiên sẽ bị ổng điều khiển. Nếu đổi ngược lại em, có lẽ em cũng như vậy. Sự thật là vậy mà. Hình như em đã thông suốt chuyện gì đó. Anh chị nên quen nhau. Em hiểu mà. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Cảm ơn. Nhưng bây giờ phiền nhất là Lôi Thiệu Quân. Ổng không chịu khai gì hết. Như vậy rất bất lợi cho chị. Sếp Nguyễn. Producer. Sao hết rồi? Tên Ben đã khai hết tất cả. Còn tên Nguyễn làm nhân chứng cho cảnh sát. Chúng ta đã có đủ bằng chứng kiện Lôi Thiệu Quân. Vậy thì tốt quá. Chị sẽ được giảm tội. Chị Hai, mọi người sẽ cố gắng năn nỉ chánh án giùm chị. Hy vọng cố gắng giảm nhẹ hình phạt. Em cười chị. Chị là chị Hai của em mà. Sao cũng được, dù gì chúng ta là người một nhà. Cảm ơn em Tư Thanh. Có chè ăn. Ủa, chị Mon, chị gì vậy chị? Tới đây. Xuyên bối mật ông Sơn Tra đó. Tôi thấy mọi người làm việc vất vả quá cho nên nấu chè cho mọi người ăn đậm bổ mà. Cảm ơn. Cảm ơn. Làm việc vất vả như vậy con người cũng khô héo đi đó. Cũng cảm ơn má. Thế nào, vụ án giải quyết đến đâu rồi? Xong rồi. Bây giờ cảnh sát quyết định khởi tố Lôi Thiệu Quân là chủ mưu của vụ án này. Còn Nicole thì sao? Chỉ giúp Lôi Thiệu Quân làm nhiều việc như vậy chắc chắn sẽ bị khởi tố. Bây giờ còn mong năn nỉ chính án thì tội danh của chị sẽ giảm nhẹ một chút. Cho dù có năn nỉ được thì cũng phải ngồi tù 9-10 năm. Monitor, nếu thật sự vậy thì tính sao? Đừng nói là 10 năm. Lâu hơn nữa tôi cũng sẽ chờ. Thôi cha, chung thủy dữ. Sao hả? Hôm nay em thấy bớt chóng mặt chưa? Hết rồi. Thời tiết trở lạnh, em mặc ít áo như vậy. Nếu sau này em... Vì đây, sợ em ngồi tù không biết tự lo cho mình hả? Anh yên tâm đi, em đã chuẩn bị rồi. Em định siêng năng học hành để lấy học vị giám chứng đá quý. Em biết nghĩ như vậy thì tốt quá. Để em cố gắng học hành, còn anh thì cố gắng làm việc chờ em. Anh chờ em? Luật sư nói ít nhất cũng phải 9-10 năm. 9-10 năm thôi mà, trôi qua mau lắm. Tại sao anh lại tốt với em quá vậy? Thật ra chúng ta quen nhau chưa có lâu lắm. Em thường xuyên gạt anh, lại đối xử tệ với anh, thậm chí còn đổ súng bắn anh bị thương nữa. Không liên quan đến em. Vì em bị Lôi Thiệu Quân lường gạt mới làm vậy thôi. Thực ra tại anh tự ý thay đổi số mệnh nên mới hại em ra nông nỗi này. Đúng ra em không phải như vậy đó. Anh lại nói những chuyện ngày xưa. Em thực sự không hiểu. Anh thường nói những chuyện ngày xưa là vì trước đây chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện anh mãi mãi sẽ không quên được. Lúc đó em thường làm những trò kỳ lạ gửi về điện thoại của anh. Mỗi lần khi em gọi điện thoại đến anh, nhìn thấy mặt của em sẽ cười một chập. Vì trước đây Em là một người như thế nào? Em tên là Cao San. Vì đứa chân có vấn đề, em phải ngồi xe lăn. Cho dù làm không được, nhưng ý chí cũng phải làm được. Tuy có bị què, nhưng tính tình rất lạc quan và tích cực. Cổ thường cười là thích giúp đỡ người khác, nhưng không ngại người ta coi thường mình. Cổ hay cười trước mặt của anh lắm, cười đến đôi mắt cũng không nhìn thấy gì luôn. Có rất nhiều sáng kiến lý lắc. Anh nhớ có một hôm, Cổ dẫn anh đến một nơi có cầu vồng. Hai người cùng sờ vào cầu vồng, rất vui vẻ. Hai người chơi đùa cả ngày. Anh ở bên Cổ, anh không cảm thấy buồn. Hai người lúc nào cũng cảm thấy rất là vui. Cổ lại... Cổ cái gì chứ? Thì là em chứ ai. Cổ tên Cao Sang, em tên Nicole. Cũng vậy thôi, em và Cổ là cùng một người mà. Làm gì vậy? Em sợ nói rồi không giữ lời hả? Không có đâu. Anh đã nói sẽ chờ thì nhất định sẽ chờ. Lâm ơi, tôi muốn coi chiếc nhẫn kim cương để ngoài đó. Được rồi, ông chờ một lát. Có phải tặng cho bạn gái không? Nếu khách gửi không về thì có thể đem đổi lại. Lâm ơi, gửi lại giùm tôi. Được rồi, cảm ơn ông. Alo. Sếp ơi, lớn chuyện rồi. Chị Hai ở bệnh viện đập cảnh sát ngất xỉu, bỏ trốn không biết đi đâu. Bây giờ Hương Cô đang tìm chị. Đừng nói nhiều nữa, lập tức phái mọi người đi tìm khắp nơi. Sao rồi Hương Cô? Tìm được Nicole chưa? Tiếp tục tìm đi. Sang ở trên sân thượng chung cư Vĩnh Thông. Nó muốn nhảy lầu, mau đi cứu nó. Nicole, nguy hiểm lắm, bước vào đi em. Anh đừng bước tới, nếu bước tới em sẽ dễ xuống. Được, anh không bước tới. Nhưng mà em đừng bao giờ làm như vậy, em không thể chết. Có gì không thể giải quyết thì em hãy nói với anh đi. Không có gì để nói với anh. Tại sao vậy? Có phải tại ngồi tù không? Chẳng phải em từng nói ngồi tù có thể học thêm, hiểu biết nhiều thứ mà. Cho dù em ngồi tù bao lâu cũng không sao, ngồi mấy chục năm cũng được, anh vẫn chờ em mà, em hiểu không? Người không hiểu là anh đấy. Từ khi em quen anh cho đến nay, tất cả những gì em làm đều là việc xấu. Thực chất em không đáng để anh yêu, không đáng để anh chờ em. Anh không hề ngại gì cả. Anh cảm thấy xứng đáng là xứng đáng. Anh yêu em được rồi. Người anh yêu không phải là em. Người anh yêu là Cao Sang. Thì em chính là Cao Sang đó. Em là Đinh Con, em không phải là Cổ. Người anh yêu là Cao Sang, lòng dạ hiền lành, lạc quan, tích cực. Em không phải Cổ. Em chính là Cổ đó. Cao Sang chính là em. Là anh làm em ra nông nổi này. Thực chất em là Cổ. Anh và Cao Sang đã xảy ra chuyện gì thực chất em không biết. Em không hề gửi tin nhắn cho anh. Em không có cùng anh sờ cầu vồng. Em càng không có cùng anh nhìn thấy thương tình yêu. Em và anh không có trải qua chuyện gì cả. Bây giờ em hỏi anh, anh yêu Nicole này ở điểm nào? Anh không lên tiếng. Vậy là em đã nói đúng. Người anh yêu thực chất không phải em. Em nói có đúng không? Em tưởng trên thế giới này không có gì cũng không quan trọng. Ba gạt em không quan trọng. Em không còn người thân không quan trọng. Chẳng qua em rất muốn trên thế giới này tìm được một người tốt với em. Hôm đó anh đỡ dao giùm em. Em đã tự nói với lòng mình, em tìm được rồi. Vì trên thế giới này, em đã tìm được một người Thật lòng yêu em. Nhưng thật ra người mà người để yêu không phải em. Người mà người để yêu tên Cao San. Thì ra mọi chuyện đều là ảo ảnh. Tất cả mọi thứ đều là giả. Em đừng nói những điều này nữa. Em vào đây rồi hãy nói. Từ nay em không muốn nhìn thấy anh nữa. Buông ra. Đừng buông tay. Đừng buông tay. Sao anh phải cứu em chứ? Tóm lại anh hứa với em, em không muốn gặp thì không gặp. Buông tay ra. Em đừng chết mà. Leo lên đi em. Chị hai. Chị hai. Chị hai. Chị hai. Chị không sao chứ? Bao nhiêu chị đi bệnh viện đi. Con à, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thức ăn nguội hết rồi. Con không muốn ăn. Không muốn ăn thì uống một chén canh có chịu không? Thật ra cháu có được đi con là may mắn trong sự bất hạnh rồi. Còn về chuyện tình cảm, cháu không thể khống chế được. Đừng suy nghĩ nữa. Phải đó, thả lỏng đi con. Con như vậy má không yên tâm đi anh đâu. Má mới đi anh hả? Sao phản ứng của hai người dữ vậy? Má cháu đã nói rồi. Nếu cháu cùng đi anh với chúng tôi thì sẽ vui hơn nhiều. Hai người cùng đi luôn à? Phải mấy ngày nữa thì mới biết được. Có trăm mấy người đăng ký nè. Nhưng học viện chỉ có mấy chỗ, cơ hội không lớn đâu. Sao con không nhớ là má có xin vậy ta? Tại con đản trí đó. Má đã xin lâu lắm rồi. Chuyện của má con đâu có để trong lòng. Cháu có hứng thú qua anh không? Có hứng thú thì cùng đi đi. Nè, bên đó hoạt cảnh rất tốt, không khí cũng tốt. Cháu tới đó rồi tâm trạng sẽ vui hơn. Cháu không đi đâu. Sở cảnh sát có rất nhiều việc làm. Ok, vậy cháu yên tâm đi. Chú nhất định lo cho má cháu đàng hoàng. Con ở lại thì ở lại, nhưng làm việc đừng có liều mạng quá. Đừng giống như lần này vậy xém chút mất mạng luôn rồi. Yên tâm đi má, không sao đâu. Thật ra lần này ra ngoài đặng khỏi là nhờ ba phù hộ cho con đó. Thiên Quang, con nói gì vậy? Đừng có nói bậy. Tuy là má rất giận ba con, nhưng không đến nỗi rủa ông chết đâu. Rủa ba chết? Không phải ba đã chết rồi sao? Còn nói nữa. Thôi đã. Vậy bây giờ ba ở đâu? Ông mất tích 20 năm rồi, không hề có chút tin tức gì. Ba chỉ mất tích sao? Ba không có chết à? Vậy tại sao ba mất tích vậy? Con quên rồi sao? Vào 20 năm trước, có một ngày ông rất là kỳ lạ, không cho mẹ con mình ra đường, lại đóng kín cửa sổ. Làm lộn ra ngoài rồi không trở về nữa. Sau đó có người nhìn thấy ổng ở eo nhỏ cùng một người phụ nữ lên chung cư. Hôm đó ba bị mất tích chứ không có chết hả? Có gì khác biệt chứ. Ổng đã mất tích lâu rồi. Cho đến dạo trước sau một dịp, má nhìn thấy hình của ổng. Ổng là một cô gái điếm. Phương Diệu Linh. Giận nhất là má tìm được thanh niên cũ. Ổng gửi cho người đàn bà đó về một chiếc nhẫn nữa. Chuyện đã qua lâu rồi, đừng có giận. Ba chỉ mất tích thôi, ba làm nhiều chuyện để làm gì chứ? Tôi xấu xa đó, không ai biết là ông đang nghĩ gì nữa. Không có, có lý nào không có? Vô lý quá. Ba ở đâu vậy ba? Nếu ba không có chết thì ba xuất hiện đi ba. Thật ra ba ở đâu vậy? Ba trả lời con đi ba. Gọi xe cứu thương giùm tôi. Lại lên. Em đã chịu đựng nha. Đưa chai rượu cho em đi. Lâu ra. Ông tỉnh rồi à? Tôi chết rồi phải không? Ở đây là bệnh viện. có mùi rượu. Cô lại đâu ra? À, tôi về khử trùng cho ông. Mùi ông ngửi được đó là mùi thuốc khử trùng đó. Chứ tôi ông về bình phục, ông đừng có cử động mà. Ông chờ một lát, tôi đi gọi bác sĩ đến ngay. Cô không phải Laura thật sao? Tôi hỏi là y tá phụ trách lo cho ông. Tại sao hai người giống nhau quá vậy? Chẳng lẽ đây là duyên phận? Nhận mình à. Bà Hà, bóp tiền này có phải của bà không? Ý, phải rồi. Có ông đó ông lượm được thì tôi trả lại cho bà kiểm tra lại coi có mất cái gì không. Được rồi. Ý, không mất mắc gì cả, cảm ơn nhiều nha. Không có gì. Trời, hôm nay may mắn quá. Con à. Bà. Ủa, sao con đứng ở đây? Sao gì? Con coi nè, áo khoác của ảnh không có đủ dày. Má nghĩ phải mua thêm áo khoác bằng lông thú đem qua bển mới được. Nghe nói bên đó rất lạnh. Hả? Có thật là má đã quyết định đi Anh không? Dĩ nhiên rồi, đây là cơ hội rất là hiếm có. Trăm mấy người mới có được học vị, má không bỏ lỡ được đâu. Làm gì vậy? Không nể sao má à? Con khờ quá đi. Con có thể ngồi máy bay qua thăm má. Còn má nghĩ có thể về thăm con mà. Má nở ra đi hay sao? Ít gặp mặt dĩ nhiên là nhớ rồi. Chẳng lẽ con không làm cảnh sát qua Anh với má sao? Không phải con nói con, mà là ba con đó. Lỡ ba trở về không thấy má thì tính sao? Cờ quá đi. Đã lâu lắm rồi, má đã hoàn toàn quên ổng. Con chị ổng rất thích lăng nhăng mèo mỡ. Có lẽ bây giờ đang ôm người phụ nữ khác, đâu có chịu về đây chứ. Không phải đâu, ba chỉ thương một mình má thôi à. Con đừng có dụ má nữa. Má hiểu rất rõ năm xưa ba đã chọn lầm người. Còn má thì hả anh? Là bạn bè hợp ý nhau thôi. Con à, tuổi của má không còn nhỏ nữa. Má không nghĩ những chuyện đó nữa đâu. Tóm lại qua bên nước Anh, nếu có chuyện gì thì đôi bên giúp đỡ lẫn nhau thôi. Và như vậy Laura đã chết rồi. Laura chưa uống hết chai rượu còn lại. Đến bây giờ tôi vẫn giữ, không biết chừng nào mới có thể uống hết. Từ nay anh không được uống rượu nữa. Cùng lắm tôi sẽ uống nước cam với anh. Itala, có phải đối với người bệnh nào cũng tốt như vậy không? Nếu như người bệnh biết nghe lời thì tôi sẽ tốt với họ hơn thôi. À phải, nửa chai rượu còn lại cô giữ giùm, có thể trả cho tôi không? Tôi về nói anh không thể uống rượu mà. Cô trả cho tôi trước đi, tôi không có uống đâu. Ủa, tại sao anh đổ hết vậy? Cô nói không cho tôi uống rượu nữa mà. Tôi giữ chai rượu này cũng vô ích thôi. Đôi khi có những chuyện để trong lòng sẽ mới hoài theo năm tháng. Tôi không uống rượu thì sau này sẽ uống nước cam. Hơn nữa cô hứa với tôi sẽ uống với tôi mà. Cạn ly. Được, cạn ly. Chưa. Vô ích kỹ chết tiệt này, đang đổ trong cho mình uống. Anh không hiểu gì hết. Đây là chân tình, là lãng mạn đó. Có những chuyện để trong lòng mới hoài theo năm tháng. Có giống sự lãng mạn của Hoài Phong không? Thơ Thanh. Ui, Thơ Thanh. Anh bớt đùa một chút có được không? Thật ra anh làm bấy nhiêu chuyện là... Qua đây. Yêu... Love... F... Anh nói gì vậy? Tức là nghĩa của những từ này đều là làm tình. Không, tức là... Yêu. Thật ra anh đã yêu em lâu lắm rồi. Em cho anh cơ hội được không? Cần gì làm vậy? Anh có rất nhiều bạn gái. Cần gì chọn tôi? Anh không còn liên lạc với họ nữa rồi. Khi em và Monica quen nhau, anh quen họ để khuây khỏa thôi à. Chẳng phải em nghĩ Monica và Nicole chia tay, Monica sẽ yêu em chứ? Gì chứ? Chúng ta đã năn nỉ chánh án, ít nhất thì cũng chỉ ngồi tù 10 năm. Monica thì nói chờ đợi, nhưng em là phụ nữ đâu thể chờ được. Gì chứ? Ai nói chờ đợi? Liên quan gì đến anh? Tôi hả? Chỉ là bạn với anh thôi. Hưu cưu, mỗi một đôi tình nhân đều bắt đầu bằng quan hệ bạn bè. Thanh. Thơ Thên. Yên tâm đi, anh sẽ rất là thương em. Nè, ai nói anh có thể nắm tay em chứ? Buông tay ra. Em cắn bây giờ đó. Cắn đi. Cắn. Phí điện thoại đã đóng rồi, phí quản lý cũng đóng rồi đó con. Con không cần lo lắng, con vẫn còn ở đây mà. Con không cần lo lắng, Thiên Quang biết tự lo cho bản thân mà. Phải rồi. Nguy rồi, chưa đóng phí ga đó, phải gọi điện thoại mới được. Điện thoại của tôi đâu? Ba ơi, ba. Trời ơi, tìm được bà thiệt là hay quá. Bà bỏ quên điện thoại trên xe của tôi. À, vậy sao? Thật ba. Cảm ơn cậu nha. À, không có gì, bye bye nha. Trời, thái độ phục vụ của anh tốt lắm nha. Chị Mon đúng là ra đường gặp quý nhân đó. Phải đó, lúc nào cũng may mắn như vậy. Lần nào làm rớt đồ cũng tìm lại được hết. Lần nào cũng có người lượm lại giùm má hả? Ý, vậy tức là giống như có thiên sứ hộ mệnh ở bên cạnh vậy? Cô cũng đâu có kém. Có một thiên sứ áo đen ở bên cạnh cô kìa. Anh cũng đâu thua gì đâu. Có thiên sứ áo trắng chịu nhiều thiệt thòi bên cạnh anh. Nè, chụp hình đi, chụp hình. Chúng ta ba cặp, producer dư ra một mình sếp. Sếp cầm máy ảnh giùm nha. Nè, sao nói chuyện gì kỳ quá vậy? Trời ơi, producer không có ngại đâu. Producer, không bao lâu Nicole sẽ ra tù mà. Vấn đề là bây giờ Nicole không muốn gặp producer. Thôi đừng nói chuyện nữa, đứng sát vô đi. Đứng sát vô. Cười. Má, không có gì chứ má? À, không có. Nhưng hình như lúc nãy má nhìn thấy ba. Chẳng lẽ là qua mắt? Má, con làm thủ tục gì má nha. Mọi người đến nhà hàng chờ con. Cũng được. Cảm ơn con. Cô à, có người làm rớt hộ chiếu. Cái hộ chiếu này là anh lượm hả? Không, có người đưa tiền cho tôi kêu tôi để đây. Người đó đâu? Tôi không biết, sau khi đưa tiền cho tôi xong đi qua đằng kia. Cảm ơn. À, đến giờ vào cổng rồi, Thiên Quang nó đi đâu rồi không biết nữa. Một điện sơ đưa hộ chiếu cho bác xong rồi biến mất. Có lẽ đi toilet đó. Hay là đi tìm nó đi. Thôi đi, máy bay không chờ hành khách đâu. Qua đến bên đó tôi sẽ liên lạc với nó sau. Vậy được rồi, chúng ta vào trong đi. Cảm ơn nhiều nha. Bye bye. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Lo cho con trai bác giùm bác nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dạy tụi cháu vỗ tay kiểu này vậy? Là anh đó kìa. Ba. Ba Thiên Quang. Mamma mia. Cây này chính là cây năm xưa chúng ta cùng trồng. Thật không ngờ cao to vậy rồi. Chớp mắt đã 20 năm. Nhờ cái cây này ba mới có thể gửi đồ cho con. Sao nhìn ba chằm chằm nữa? Con rất sợ. Sợ gì? Cô rất sợ đây chỉ là ảo ảnh. Cô sợ đột nhiên mọi thứ lại thay đổi thì con không thể gặp ba nữa. Sợ ba đi. Sợ ba đi. Cô thật không ngờ sau bao nhiêu năm cậu có thể gặp lại ba. Thật ra trong 20 năm qua ba đi đâu vậy? bỏ đi một nơi rất xa. Thì sao má còn đến đây vậy? Ba, hồi nhỏ thì ba gạt được con hoài, bây giờ ba đừng có gạt con nữa. Ba đừng đi mà. Thực tình con không muốn sau này không gặp lại ba. Trưởng thành rồi. Thật ra ba đã chết vào 20 năm trước mới đúng. Ba, tại sao đột nhiên ba xuất gia vậy? Mọi chuyện là do ơn trên sắp đặt. Hôm đó ba nghe con trúng đạn tưởng con chết rồi, nên ba phải quyết định lên chung cư mạo hiểm tìm Lôi Thiệu Quân. Anh Quân, bên ngoài có một tin muốn mua hàng. Coi có cách dẫn Sang rời khỏi đó không? Như vậy có thể thay đổi số mệnh một lần nữa, con sẽ khỏi chết. Nào ngờ Sang nhất quyết không chịu đi theo ba. Thật tình lúc đó ba cũng bó tay luôn. Đột nhiên ba nghe trong điện thoại có tiếng của con. Ba biết thì ra con đã chết, để Lôi Thiệu Quân lộ mặt thật. Ngay lúc đó ba nghe có người gõ cửa. Cứ đừng sợ, đừng sợ, đừng lên tiếng. Trút trong này hả? Đừng sợ nha, đừng sợ nha. Bà nhớ con từng dặn ba chết do uống thuốc kích thích quá liều, nên hôm đó lúc cậu đưa thuốc cho ba uống, bà liền lén để bỏ viên thuốc đi. Cậu đưa ba ly nước ba cũng không uống. Anh làm gì vậy? Khi ba muốn chạy thì nhìn thấy Lôi Thiệu Quân và đàn em của ổng. Bà không còn đường nào trốn, đành phải chạy về toilet. Bà tự nói với bản thân mà nhất định không được chết, thì bà leo ra cửa sổ. Họ không có đủ thầy. Bà thấy chỗ đó không cao lắm, bà định leo xuống thoát thân thì sẽ không sao. Nào ngờ bà bị trợt chân té xuống dưới. Khi ba tỉnh dậy, ba đã nằm ở bệnh viện. Là một vị đại sư đã cứu ba. Là đại sư đưa tôi đến đây à? Đại sư là... Bần tăng pháp hiệu là Minh Ân. Ây da. Tôi còn phải đi cứu cháu Sang. Thì bây giờ ta đến giúp thí chủ nè. Đại sư giúp tôi cứu Sang. Đừng để nó theo bọn người xấu nữa, nếu không chắc chắn nó sẽ hư. Sao thí chủ biết nó sẽ hư? Tôi biết mà. Sau này nó ra sao tôi biết hết mà. Thí chủ biết rõ tương lai nó sẽ ra sao, tại sao còn phải thay đổi chứ? Ân là định số, duyên là biến số. Chỉ cần chúng ta cắt đứt duyên ác, ác quả ác sẽ không có duyên tái sinh. Cố gắng tu thiện, tăng cường thiện duyên, tự động quả thiện sẽ đến. Như vậy mới là nguyên lý cơ bản của thay đổi vận mệnh. Thí chủ nhớ kỹ nha, vạn pháp dài không, ân quả bất không. Ân quả không nên thay đổi. Bây giờ thí chủ có còn cứu cháu bé đó nữa hay không? Được không? Đại sư nói rất đúng. Mọi chuyện nên tùy duyên. Lời nói của đại sư đã làm bà hiểu ra rất nhiều điều. Bà hiểu ra số mệnh không nên thay đổi, phải dựa vào bản thân mình để sáng tạo. Nếu bà còn thay đổi ân của cháu Sang, kết quả có lẽ hai đứa sẽ không gặp lại nhau. Những gì tụi con đã trải qua sẽ thay đổi tất cả, luôn có tình cảm cũng mất luôn. Nhưng bà không chết, tại sao bà không tìm con và má chứ? Vì 20 năm trước bà đã không thuộc về trần thế này. Sau đó bà đã theo đại sư Minh Ân. Tuy bao năm qua bà đã vào cửa không, nhưng mà mỗi lần ra ngoài quá duyên, bà đều lén lút nhìn hai mẹ con. Mỗi lần nhìn thấy má con đản trí thì ba giúp bà ấy. Quy, bà ơi, bà quên lấy tiền thối. Phải rồi, đi nha. Cảm ơn chị nhiều. Không có gì. Tuy lần nào cũng chỉ là giúp má con lượm lại cái bóp, lấy lại tiền thối, chuyện rất nhỏ nhặt. Nhưng chỉ cần biết hai mẹ con bình an vô sự, có thể đứng từ xa nhìn thấy hai mẹ con sống vui vẻ hạnh phúc, là ba mãn nguyện lắm. Vậy khỏi phải hỏi, hay tin nhắn thần bí kêu cứu Sang cũng là ba nhắn cho con chứ gì, phải không? Những gì ba có thể làm chỉ có bấy nhiêu. Tại sao vậy? Tại sao ba làm nhiều chuyện như vậy mà không chịu ra gặp má và con? Ba có biết má và con rất nhớ ba hay không? Chỉ cần có duyên, nhất định có thể gặp lại, giống như con và Sang vậy thôi. Trải qua rất nhiều sóng gió vẫn có thể gặp lại nó. Nhưng bây giờ cũng không chịu gặp con nữa. Chỉ cần trong tim con có đối phương, gặp mặt hay không cũng quan trọng. Ba con không hiểu, yêu một người dĩ nhiên muốn ngày nào cũng gặp được người đó. Tốt với người nào đó không cần gặp mặt mỗi ngày. Giống như ba và con, không gặp 20 năm, tình cảm của chúng ta có lợt lạc không? Con có thể nhìn từ một góc độ khác. Thật ra ông trời đang cho tụi con cơ hội, cho tụi con thời gian 10 năm để thử thách tình cảm của tụi con là thật đó, hay là giả, là nghiệp hay là duyên. Nếu trong tim con có đối phương, bao nhiêu năm cũng không có sao. Giống như má con và ba vậy. Con hiểu rồi. Con sẽ giống như ba vậy. Còn phải học dài dài. Được thôi, hãy về ở chung với con để con từ từ học hỏi. Thật ra hôm nay ba có thể gặp lại con là ba mãn nguyện lắm rồi. Có lời rồi. Ba đừng có nói vậy mà ba. Bao năm qua không ở cạnh con rất là cô đơn. Ba hãy để con hiếu thảo với ba, cho con làm những việc mà một người con phải làm. Con van xin ba hãy hứa với con đi ba. Đưa tay ra đây. Ba làm gì vậy? Con nhớ 20 năm trước chúng ta làm sao trồng cây này không? Dạ nhớ. Cái này là do ba dạy con trồng mà. Lúc đó tay của con có chút xíu vậy. Bây giờ to bằng tay ba rồi. Thật không ngờ 20 năm sau, một cây con đã trở thành cây cổ thụ lớn. Hay là hôm nay chúng ta trồng nữa đi. Dạ được. Nói không chừng 20 năm sau, nơi đây lại có một cây cổ thụ lớn. Dạng vật là như vậy đó, không ngừng phát triển. Giống như có rất nhiều thứ không ngừng thay đổi. Thật ra không có thay đổi, chỉ cần trái tim chúng ta bên nhau là đủ rồi. Đúng ra ba đã không tồn tại từ lâu. Có nhiều chuyện không nên cưỡng cầu. Ba, 20 năm sau, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại dưới gốc cây này. Chỉ cần có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Con hiểu không? Con hiểu rồi. Bà đi đâu cũng được, sẽ luôn hướng về hai người, cầu chúc cho hai người. Đất ở đây khô quá. Bà tới kia lấy nước nha. Dạ được. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, cô biết mà. Không phải là rác đâu. Chiếc nhẫn này anh cố tình mua tặng em vì anh muốn gặp em. Em đang làm gì không thể nói chuyện? Anh đã nói chuyện với quản giáo rồi. Nó cho phép anh nói chuyện với em một lát. Hãy cho anh 2 phút thôi. Có gì nói đi. Anh không nên quá cố chấp. Anh phải biết phóng khoáng. Em nói rất đúng. Em là Nicole chứ không phải là Sang. Anh không nên ép em. Không chừng có rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Mấy năm sau, có lẽ cách nghĩ của anh cũng sẽ khác. Hay là em không còn cảm giác với anh nữa. Sao cũng được. Không cần cố chấp quá. Anh nghĩ gì thật sao? Đôi khi anh suy nghĩ, có lẽ ông trời dùng thời gian 10 năm để thử thách mối tình này của chúng ta, coi là tình cảm thật hay giả. Nhưng anh rất muốn thử. Và anh tin rằng đến lúc đó anh có thể đích thân đeo chiếc nhẫn này cho em. Em cảm thấy hình như hôm nay anh hơi khác lạ. Phải rồi. Vì đã có một người dạy anh làm như vậy. Ai vậy? Là ba anh đó. Ba nhắc nhở anh yêu một người không nhất thiết mỗi ngày gặp mặt người đó, không nhất thiết luôn ở bên cạnh người đó. Chỉ cần trong tim mình có người đó là đủ rồi. Nhưng em cảm thấy rất khó làm được. Nhưng ba anh đã làm được. Ba anh đã dùng thời gian 20 năm để chứng minh ba làm được. Anh tin chắc anh cũng được. Nicole nè, em có biết không? Tối qua anh nằm mơ. Anh mơ thấy chúng ta cùng ở trong luồng hào quang. Rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Người anh thấy trong mơ không phải em. Cậu giống kìa. Đẹp quá. Anh đã nói người đó là em mà.每個動作早已預告，再也活不出變數。明明就有一個命途，沒法逃。如你沒法天老地老，當我自己的劫數，拍過合照想要尋回，尋不到，怎去逆轉這結果？ 黑暗之中發現自己一個，沉重的擁抱過，重逢竟不曾認識我，發現每一張臉似明光一現。